Rồi ok, chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ đi sang một cái video tiếp theo. Thì ở trong cái video này chúng ta sẽ tìm hiểu từng bước để mà chúng ta đọc một cái bản vẽ cơ khí dạng như thế này. Sau đó chúng ta sẽ ứng dụng AutoCAD Mechanical để mà chúng ta thực hành được cho mình cái bài tập vẽ cơ khí cơ bản này ha. Đầu tiên, khi mà chúng ta đọc một cái bản vẽ cơ khí thì chúng ta sẽ dựa vào những cái ký hiệu mà nó có ở trên bản vẽ để từ đó chúng ta rút ra được là cái bản vẽ này nó đang được thể hiện như thế nào. À đây các bạn thấy là chúng ta sẽ có cái ký hiệu đầu tiên dễ dàng thấy nhất, đó chính là cái ký hiệu mặt cắt. Vậy thì ở trong cái bản vẽ này nó sẽ có hình cắt. Và hình cắt của chúng ta hiện tại nó đang cắt qua đâu? Những bạn nào đã học qua cái môn vẽ kỹ thuật cơ khí rồi thì đây là một cái kiến thức rất là nền tảng thôi ha. Thì đối với cái bản vẽ này á, thì chúng ta sẽ có đây là cái mặt phẳng cắt của nó. Thì mặt phẳng này nó không phải là một cái mặt phẳng nằm ngang, mà nó là một cái mặt cắt bậc gồm có nhiều mặt phẳng kết lại với nhau. Đây, thì cái mặt cắt này gọi là mặt cắt bậc. Và ở trên đây là chúng ta sẽ có hình cắt. Hình cắt nó tại ở hình chiếu đứng, chúng ta gọi là hình cắt đứng ha. Ở dưới đây chúng ta sẽ có hình này là hình chiếu bằng. Và việc đầu tiên của các bạn là các bạn phải đọc và hiểu được cái bản vẽ này. Và trong bản vẽ này nó chỉ có một cái ký hiệu thôi, đó chính là cái ký hiệu mặt cắt này ha. Thì chúng ta đọc và chúng ta phải hiểu nó. Ở chỗ này nó khó một cái thì ở đây nè, nó sẽ có kết hợp giữa cái mặt cắt bậc và mặt cắt xoay nữa. Ở đây nó cắt qua đây, nó xoay lại thì chúng ta mới chiếu lên, chúng ta có được cái lỗ này nè. Đó, trường hợp này thì khi mà bạn đọc bản vẽ quen rồi đó, thì sau này các bạn sẽ chú ý đến nó. Và khi mà chúng ta bắt tay vào chúng ta thiết kế và trình bày các bản vẽ, chúng ta cũng chú ý cái chỗ là mặt cắt xoay này ha. Có nhiều bạn thì không hiểu cái mặt cắt xoay này lắm. Nếu như bạn nghe đến đây và bạn chưa hiểu mặt cắt xoay là gì, thì bạn có thể đọc lại cái phần này ở trong cái quyển sách là vẽ kỹ thuật cơ khí ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ có những cái lỗ nó liên quan về cơ khí hơn, đó chính là cái lỗ có bậc. Ở đây chúng ta sẽ có những cái lỗ có bậc này. Thì những cái lỗ có bậc này á, nếu như mà chúng ta sử dụng AutoCAD thường để chúng ta vẽ nó thì chúng ta vẽ khá là lâu. Nhưng mà bây giờ khi mà các bạn sử dụng phần mềm AutoCAD Mechanical, đây là phần mềm chuyên về vẽ cơ khí. Ở đây nó sẽ có những cái công cụ để hỗ trợ cho chúng ta vẽ được những cái chi tiết này nhanh hơn. Và ở trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng được cho mình những cái công cụ đó. Ok ha. Rồi sau khi mà chúng ta đã đọc được những cái ký hiệu rồi, bước tiếp theo chúng ta cần phải làm là chúng ta sẽ đọc đến cái thông số của bản vẽ. Và thông số ở đây các bạn phải xác định cho mình cái góc kích thước. Thường á, ở trong cái bản vẽ của chúng ta, nếu như mà chỗ nào có những cái lỗ thì đó có thể là góc kích thước của chúng ta. Nếu như chúng ta có những cái lỗ, ai ví dụ đây nè, là chúng ta sẽ có cái lỗ này, chúng ta sẽ có cái lỗ này, chúng ta sẽ có lỗ này, chúng ta sẽ có lỗ này, chúng ta sẽ có lỗ này, thì rất có thể góc kích thước nó sẽ nằm ở trong một trong những cái lỗ này. Và trong trường hợp này á, là mình sẽ lấy cái lỗ ở trung tâm đó, làm góc kích thước, và những cái thằng theo, những cái thằng sau á, nó sẽ đi theo cái lỗ ở tâm của mình ở đây. Rồi việc đọc bản vẽ này thì nó sẽ đơn giản thôi, các bạn sẽ tự mình đọc cái phần này ha. Ở cuối cái video này á, thì mình sẽ đính kèm cái file này á. Các bạn có thể tải cái file này về để mà các bạn cùng nhau thực hành ha. Các bạn không cần phải chụp hình lại mất công ha. Mình sẽ đính kèm cái đường link tải ở dưới cái phần bình luận hoặc là ở trong cái phần mô tả của cái video này á. Các bạn bấm vào đó để các bạn tải cái file này về để mà các bạn cùng nhau thực hành nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đi vào thực hành vẽ cái bài tập này bằng phần mềm AutoCAD Mechanical. Ở đây thì chúng ta sẽ vẽ cái hình chiếu nào trước? À, các bạn thích vẽ hình chiếu nào trước cũng được, nhưng mà đối với mình á, cái hình chiếu nào nó cho chúng ta thấy rõ được cái hình dạng và cái kích thước của chi tiết thì mình sẽ vẽ cái hình này trước. Ở trong trường hợp này chúng ta sẽ dễ dàng thấy được là cái hình chiếu bằng, là cái hình chiếu nó sẽ cho chúng ta thấy được nhiều kích thước hơn và nó sẽ cho chúng ta thấy được là cái vị trí của các chi tiết được rõ ràng hơn. Và trong trường hợp này á, là vị trí của các đối tượng được rõ ràng hơn, đó chính là vị trí của các lỗ này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái hình chữ nhật này trước. Hình chữ nhật này chúng ta sẽ có kích thước là 180 và 260 ha. Dùng lệnh RSC bình thường thôi. Chúng ta sẽ có là 260 và hàng này là 180. Thì chúng ta sẽ ra được cái tấm đầu tiên của mình như thế này. Đó. Bước tiếp theo là mình sẽ vẽ bốn cái lỗ này cùng với cái đường tâm của nó. Bốn cái lỗ này chúng ta sẽ có cái phi là 36 và lúc này chúng ta sẽ sử dụng công cụ của AutoCAD Mechanical. Chúng ta không vẽ thủ công nữa. Ở đây để vẽ được bốn cái lỗ này cộng với đường tâm của nó, chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng mũi tên ở trên đây. Sau đó chúng ta sẽ chọn cho mình cái phần là centerline cross nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập cái khoảng cách, tức là từ tâm đến cái viền ở ngoài là bao nhiêu. Trong trường hợp này là 40 nè, chúng ta nhập 40, enter. Rồi chúng ta chọn đối tượng, enter.
chúng ta chọn cái vùng chèn ha, kích chuột trái vào đây. Bây giờ nó hỏi là đường kính của lỗ bao nhiêu, đường kính của lỗ chúng ta bằng 36, enter. Lúc này phần mềm nó sẽ tự động vẽ ra cho chúng ta bốn lỗ và có bốn cái đường tâm như thế này luôn, rất là nhanh. Tiếp tục chúng ta thấy là cái hình chữ nhật của chúng ta nó sẽ được bo bốn góc của R bằng 5. Ở đây các bạn sẽ sử dụng cho mình cái lệnh là fillet, F enter, và chúng ta sẽ nhập lên đây là 5, enter. Để bo cùng lúc bốn cạnh này, các bạn sẽ bấm vào polyline, sau đó chúng ta chọn vào cái hình chữ nhật này, enter, rồi bấm EC kết thúc lệnh. Như vậy là nó sẽ tự động bo cho chúng ta bốn góc như này, rất là dễ dàng. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ những cái lỗ của bậc này. Thì những cái lỗ của bậc này chúng ta sẽ có là cái lỗ ở giữa nè, rồi cái lỗ ở bên đây, rồi một cái lỗ trơn bình thường nè. Rồi đây là những cái lỗ trơn bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái lỗ ở chính giữa. Ở trên đây thì chúng ta có thể vẽ luôn cho mình cái hình chữ đứng ở trên đây trước. Và chúng ta sẽ có kích thước chiều ngang là bằng 260 và chiều cao là 40. REC chúng ta sẽ có hàng này là 260 và chiều cao lên là 40. Mình vẽ một cái đường line lên để mình làm cái đường giống ha. Rồi, mua gì đây. Bây giờ mình sẽ vẽ cái lỗ. Cái lỗ của bậc này chúng ta sẽ có cái phi lớn nhất là 68 nè. Cái phi nhỏ đây là 60 nè. Và cái khoảng cách mà chúng ta phan cái phi 68 này xuống là 8 ly. Thế ở đây chúng ta sẽ bấm vào content. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào hole. Và chúng ta sẽ lựa chọn là cái lỗ của bậc. Cái hộp thoại này hiện ra, chúng ta sẽ chọn cái mục là user. Và chúng ta sẽ chọn cái hình chiếu này. Chọn lại hình chiếu này một lần nữa. Chúng ta sẽ chọn cái điểm chèn. Điểm chèn của mình là tại vị trí này. Kích chuột trái. Kích chuột trái. Hộp thoại này hiện ra, chúng ta sẽ có cái DH. DH của chúng ta bằng 68 nè. Rồi cái T của chúng ta là cái chiều sâu là 8. Và cái D1 là 60. Chúng ta bấm finish. Thì lúc này phần mềm nó sẽ tự động tạo ra cho chúng ta một cái lỗ như thế này. Và từ cái lỗ này chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta xuất hình chiếu để mà chúng ta có được hình chiếu bằng. Để xuất hình chiếu của lỗ này, chúng ta chọn vào bao view. Sau đó chúng ta chọn cái lỗ này. Chúng ta chọn vào đây. Và chúng ta chọn là xuất hình chiếu dạng bottom. Rồi chúng ta xuất tại tâm tại đây. Thì như vậy là chúng ta đã có được cái lỗ này tại tâm luôn. Rất là nhanh đúng không? Tiếp tục là chúng ta sẽ vẽ cái gì tiếp theo? Tiếp tục là chúng ta sẽ vẽ cái lỗ có bậc ở đây. Thì cái lỗ có bậc ở đây nó sẽ nằm ở trên cái đường tâm. Mà cái đường tâm này của chúng ta là nó sẽ có cái kích thước là bao nhiêu đây? Nó chính là nằm trên cái đường tâm này nè. Hiện tại là cái đường tâm này của chúng ta chưa có kích thước đúng không các bạn? Thì mình sẽ ghi thêm cái kích thước vào đây ha. Đây, kích thước của đường tâm này là 90. Thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh C. Chúng ta sẽ vẽ ở đây là 45. Sẽ chuyển cái layer này về layer next tâm. Tại đây chúng ta sẽ có một cái lỗ có bậc tương tự như thế này. Thì để dễ dàng hơn á, thì các bạn có thể là copy hàng này qua cũng được. Hoặc là các bạn vào trong thư viện các bạn vẽ lại cũng được, tùy ha. Ở đây thì chúng ta có thể là dễ dàng chúng ta CO, chúng ta copy qua. Rồi chúng ta đúp chuột vào đây để mà chúng ta sửa lại. Thì với cái lỗ này á, là chúng ta sẽ có cái DH là bằng 16. Rồi cái khoảng cách xuống đây là bằng 10. Và cái thằng này là 10 luôn. Ok. Như vậy là chúng ta đã có được cái lỗ này. Với cái lỗ này thì chúng ta sẽ giống từ đây lên đi luôn đây ha. Rồi sẽ mù nó qua đây. Ở đây các bạn dùng lệnh đối xứng MI. Đây chúng ta lấy đối xứng lại như này đi. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp là xuất hình chiếu Power View. Chúng ta chọn ở đây. Chọn ở đây. Trường hợp này là chúng ta sẽ chọn mặt top này. Rồi chúng ta chiếu xuống đây. Thì nó sẽ tự động tạo ra cho chúng ta cái lỗ như thế này. Ở đây chúng ta sẽ có 3 lỗ. Đó thì chúng ta dùng lệnh array. Array enter ha. Chọn đối tượng, enter. Chọn border. Chọn tâm quay tại đây. Và chúng ta chỉnh cái số lượng cần copy là 3. Enter. Rồi enter kết thúc lệnh. Như vậy là chúng ta đã có được 3 lỗ này. Tiếp tục là chúng ta sẽ có cái lỗ tròn. Cái lỗ tròn này là cái lỗ phi 10. Và cái lỗ phi 10 này nó cũng nằm ở trên cái đường tâm này luôn. Và nó hợp với trục x một góc là 30 độ. Vậy thì để vẽ hàng này chúng ta sẽ vẽ cho mình một cái thằng line.
Và cái lãnh line này nó sẽ hợp với cái phương x của mình, một góc là 30 độ. Ở đây chúng ta sẽ chuyển nó về layer là nét tâm luôn. Tại vị trí này chúng ta sẽ có một cái lỗ, và do ở đây chúng ta có mặt cắt nè, đó, cắt ngang đây nè và xoay nè, thì khi mà chúng ta chiếu lên đó, nó sẽ từ vị trí này nó sẽ chiếu lên đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào trong thư viện, chúng ta sẽ tạo cái lỗ này đó. Để tạo được cái lỗ này á, thì các bạn chú ý là chúng ta sẽ chọn là cái lựa chọn này ha. Đây rồi mình sẽ lựa chọn là matrix, mình lựa chọn cái này, rồi từ đây mình cho sâu xuống tới đây luôn. Ở đây mình tạo lỗ là 10, rồi mình sẽ chèn tới đây ha. Chút xíu mình sẽ xóa cái mũi nhọn này sao ha. Bây giờ mình muốn vẽ cái lỗ tròn ở dưới thì các bạn có thể là dùng lệnh C cho nó nhanh ha. 5. Rồi bây giờ mình sẽ dùng lệnh X Enter mình phá ra, sau đó mình xóa bỏ cái phần thừa này đi. Okay. Rồi ở bên đây thì chúng ta có thể là dùng cái lệnh giống để mà chúng ta giống lên, để mà chúng ta vẽ được cái lỗ này. Cái lỗ tròn nữa đơn giản, chúng ta khỏi sử dụng thư viện. Để vẽ được cái đường tâm nhanh giữa hai cái đối tượng này, chúng ta bấm vào đây, chúng ta chọn vào single line, kích đối tượng thứ nhất, kích đối tượng thứ hai, nó sẽ tự động vẽ đường tâm cho chúng ta. Ở dưới cái hình chiếu bàn chúng ta sẽ còn một lỗ nữa, đó chính là lỗ bên đây nữa. Thì ở đây các bạn có thể là sử dụng cái lệnh extend, chúng ta phóng đối tượng ra, rồi mình sẽ copy thằng này lên cũng được. Ngoài ra chúng ta sẽ còn cái lỗ phi 8, nó cách cái tâm này ra đây là 50 nè. Thế ở đây các bạn có thể là sử dụng cho mình cái lệnh C Enter, sau đó các bạn gõ chế độ chấm điểm là TK Enter. Chúng ta sẽ bắt điểm tại tâm ở đây, chúng ta kéo ra là 50. Enter ha, Enter thêm một cái nữa thì chúng ta sẽ có cái lỗ này là phi 8. Đó. Rồi chúng ta muốn vẽ đường tâm cho cái lỗ này thì chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào centerline cross, sorry ha, mình chọn đây, mình chọn vào centerline cross nè, kích từ đây enter, nó sẽ tự động vẽ đường tâm cho chúng ta. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cho mình cái hình chiếu bàn. Ở trên hình chiếu đứng thì chúng ta sẽ tiến hành đánh mặt cắt ha. Chúng ta gõ H, chúng ta sẽ vào đây, chúng ta đánh mặt cắt. Ok. Rồi bước cuối cùng là các bạn sẽ vẽ cho mình cái ký hiệu mặt cắt. Ký hiệu mặt cắt để vẽ được nó thì chúng ta sẽ chọn vào cái tab là Design. Tại đây chúng ta sẽ chọn vào cái ký hiệu là Set Line. Và chúng ta xem á, là cái mặt cắt của chúng ta đang cắt qua đâu. Thì nó cắt tại vị trí này nè, chúng ta có thể giống ra nè. Rồi kích chuột trái một cái, chúng ta kéo vào đây, nó sẽ cắt tới vị trí này. À, tới vị trí này thì hơi xa ha, mình cắt lại một chút. Đây, tại đây, xong cái mình giống lên đây, mình chọn đây nè, xong mình giống qua tâm nè. Ở đây mình bấm F8 ha, đây bấm F8 cho nó giống xuống đây. Rồi mình giống lên lại đường tâm nè, xong mình giống qua đây, bấm F8 cho nó thẳng ngang nè. Rồi tới đây là hết rồi gì, bấm Enter, kích chuột trái một cái nè, ở đây là chọn hướng nè, đó mình chọn hướng cắt này, kích chuột trái một cái, rồi kích chuột trái một cái trên đây để mà chèn cái ký hiệu. Đó. Như vậy là chúng ta đã có được cho mình là cái mặt cắt bậc kết hợp với là cái mặt cắt xoay. Ở đây các bạn thấy là chúng ta đang có cái nét này là layer, nó dạng nét tâm nè, nó không phải là nét liền, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chỉnh sửa nó. Để chỉnh sửa nó thì chúng ta sẽ đúp chuột vào cái ký hiệu này, chúng ta chọn vào setting. Tại đây chúng ta sẽ bấm vào đây, chúng ta sẽ chọn ha, đây chúng ta chỉnh về continue, ở đây chúng ta chỉnh về continue. Ở đây hoàn toàn các bạn có thể là chỉnh cái màu chữ ha, các bạn có thể chỉnh màu chữ cũng như là size chữ. Đó, các bạn muốn thích cái màu nào các bạn chọn, các bạn chỉnh cái màu đó. Ok rồi, ok, như vậy là chúng ta đã chỉnh được như thế này. À, sau khi chúng ta làm xong rồi á, để biết được cái bản vẽ của chúng ta nó đã được quản lý đường nét ok hay chưa thì chúng ta sẽ bấm vào Clayway. Thì lúc này các bạn để ý là xem là cái bản vẽ của mình á, nét đậm, nó đã ra nét đậm chưa,
nét tăm nó đã ra nét đâm chưa, cũng như là nét mảnh nó đã ra nét mảnh chưa. Tức là nó sẽ có sự phân biệt độ đậm nhẹ của nét vẽ. Khi đó các bạn in bản vẽ của mình ra nó mới đẹp được ha. Rồi, bước cuối cùng là bước đơn giản nhất, là các bạn sẽ tiến hành ghi kích thước lại cho các bạn vẽ của mình. Cái phần này á thì mình sẽ để cho các bạn tự làm ha. Bản vẽ của chúng ta đã có đầy đủ kích thước rồi, các bạn dựa vào đó các bạn ghi lại thôi. Bây giờ chúng ta thử, chúng ta in cái bản vẽ này ra xem là cái bản vẽ này nó có ok hay chưa. Còn nếu như được nữa thì sau này khi mà các bạn thực hành đó, các bạn tạo ra cho mình một cái khung tên mẫu. Sau khi mà chúng ta đã có được khung tên mẫu đó rồi, đến cái bước là chúng ta hoàn thiện cho mình cái bản vẽ như thế này nè, thì các bạn sẽ đưa cái bản vẽ này vào trong khung tên để xem á, là à, với cái bản vẽ như vậy thì chúng ta sẽ trình bày cái bản vẽ của mình ở tỷ lệ như thế nào. Ở đây chúng ta có thể trình bày bản vẽ của mình ở tỷ lệ 1:1, hoặc là tỷ lệ thu nhỏ 1/2, 1/4, hoặc có thể là trình bày bản vẽ của mình ở tỷ lệ phóng to là 2:1, 4:1 chẳng hạn. Thì khi đó các bạn đưa vào trong cái khổ giấy thì các bạn mới biết được và trình bày được cái bản vẽ của mình theo đúng tỷ lệ. Đây cũng là một phần rất là quan trọng ha. Đối với cái phần trình bày ở tỷ lệ 1:1 thì chúng ta sẽ không cần chỉnh cái chiều cao của đêm. Nhưng khi chúng ta trình bày bản vẽ của mình ở tỷ lệ thu nhỏ hoặc tỷ lệ phóng to thì lúc đó bắt buộc các bạn phải chỉnh luôn cái chiều cao của đêm. Như vậy nó mới đồng nhất được cái đêm với cái bản vẽ của mình. Khi đó các bạn in ra thì chúng ta mới thấy được cái chữ số nó rõ ràng. À, có một số trường hợp các bạn trình bày mà các bạn không để ý cái phần này á, thì khi mà chúng ta in cái bản vẽ của mình ra thì cái đêm của chúng ta nó khá là nhỏ, khi đó người đọc bản vẽ thì người ta sẽ không nhìn thấy được cái bản vẽ của bạn, không đọc được số ha. Bây giờ mình thử vẽ một cái khổ giấy A4, thì khổ giấy A4 chúng ta sẽ có kích thước là 297 210 đây đó. Thì với cái trường hợp này thì các bạn thấy như thế nào, với cái trường hợp này á là chúng ta sẽ trình bày cái bản vẽ của mình chắc chắn là ở tỷ lệ không thu nhỏ rồi. Thì bây giờ mình sẽ phóng to cái khung tên này lên 2 lần chẳng hạn. Đó, thì khi này các bản vẽ của mình nó đã nằm vừa vào đây rồi. Đó. Vậy thì với cái đêm của mình, đây là y nè. Với cái đêm của mình hiện tại, cái đêm này hiện tại là mình đang sử dụng cái lệnh dim scale ha. Để mình trả nó về cái biến là 1 đi. Đây. Khi mà chúng ta cài đặt cái đêm của mình á, thì chúng ta sẽ có cái chiều cao chữ để mình xem là đối với khổ giấy A4 này mình cài chiều cao chữ là 2.5 thôi. Vậy thì khi mà chúng ta trình bày các bản vẽ của mình ở cái tỷ lệ là 1/2, trong trường hợp này là tỷ lệ 1/2, thì khi mà mình ghi đêm đó, khi mà mình ghi đêm nè, thì các bạn thấy điều gì sẽ ra? Cái chữ số của đêm nó khá là nhỏ và chúng ta in ra chắc chắn là chúng ta sẽ khó đọc được. Vì vậy ở đây các bạn cần phải chỉnh cái chiều cao chữ này cho nó to lên. Và để chỉnh nhanh á, các bạn dùng cho mình cái lệnh dim scale. Các bạn nhập cái biến là 2, tức là chúng ta sẽ nhân cái chiều cao chữ lên 2 lần. Bây giờ chúng ta gọi DLI. Chúng ta đo nè. Thì lúc này cái chữ của mình nó sẽ tự động đo lên 2 lần. Và lúc này các bạn sẽ đo tất cả các bản vẽ của mình. À, ghi tất cả bản vẽ của mình. Đó. Rồi bây giờ chúng ta thử chúng ta in ra ha. Giờ máy in, chúng ta chọn máy in là DWG2PDF đi. Rồi chúng ta chọn cái khổ giấy là ISO Full A4. Chúng ta in theo dạng Windows. Chúng ta bỏ feed đi ha. Chúng ta in giữa tờ giấy nè. Chúng ta in theo tỷ lệ là 1/2. Chúng ta in nằm ngang. Chúng ta in trắng đen monochrome. Chúng ta chọn Z, chúng ta bấm Apply to Layout ha. Rồi chúng ta review. Đó, thì đây chính là các bạn in của chúng ta. Các bạn thấy là phóng to lên á thì cái đường nét nó được phân biệt rất là rõ ràng, nét nào là nét mảnh nè, nét nào là nét đậm, được kích thước như thế này. Thì đây chính là cái mục tiêu khi mà chúng ta bắt đầu thực hành và học theo cái chuỗi video này của mình. Nó tức là gì? Là chúng ta sẽ làm từng bước một, từ bước là chúng ta lên bản vẽ. Sau đó là chúng ta sẽ học đến cái bước là trình bày bản vẽ của mình theo layer. Rồi, chúng ta học cách ghi kích thước và học cách trình bày bản vẽ của mình luôn để làm sao chúng ta có được một cái bản vẽ hoàn thiện nhất, hoàn chỉnh nhất có thể. Rồi, ở đây mình slot thằng này ra để mà mình làm cái thư viện ha. Bài tập 1.
Thì đây chính là cái file PDF khi mà chúng ta in ra. Đó, khá là đẹp. Đây. Thì chút xíu nữa thì mình sẽ đính kèm cái file này ở dưới cái phần bình luận hoặc là cái phần mô tả của cái video này. Các bạn sẽ tải này về và các bạn thực hành theo nhé. Ok. Rồi, như vậy thì ở trong cái video này á, là mình đã chia sẻ cho các bạn từng bước để mà chúng ta biết được cái cách chúng ta đọc bản vẽ. Sau đó mình cũng đã chia sẻ cho các bạn một số cái công cụ ở trong phần mềm AutoCAD Mechanical để giúp cho chúng ta vẽ cơ khí được nhanh hơn. Hy vọng rằng cái video này nó sẽ hữu ích với bạn và mang lại cho bạn một cái giá trị gì đó. Nếu như bạn muốn mình tiếp tục chia sẻ những cái dạng video như thế này thì hãy để lại bình luận phía bên dưới để ủng hộ mình nha. Thì mình sẽ dành thời gian chia sẻ tiếp cho các bạn những cái dạng video như thế này nữa. Rồi, ok. Tạm thời mình sẽ kết thúc cái video này ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tiếp theo nha.